Hello cả nhà. Em giới thiệu cả nhà một con Agin. Hàng này đấu lẻ Nhật Bản bên trang Yahoo. Đây. Cực kỳ hiếm luôn, giá rất là cao nha. Đó, nó chạy hai máy. 1 2 3 4 5 6 6 kim và 1 2 3 3 ô điện tử nha. Có báo thức luôn. Niềng xoay nha. Đây, tại em cầm tay cầm điện thoại nên không xoay được. Xoay này nha. Đó, để đó lát tính sao. Đây các chức năng của nó đây. Cái nút này là nút mode nha. Đây cái kim xăng nè, nó chỉ nè, ví dụ time là giờ hiện tại nè. BKK là múi giờ của mình Bangkok nè. Giờ anh bấm đây nha. Rồi. Lịch nè. Thứ tư ngày 22 tháng 6. Đó, còn cái này báo thức nè, báo thức 12 giờ sáng ợp. Có 3 báo thức luôn nha. Đó, rất là độc luôn. Rồi, bấm giờ nè. Thấy chưa, có chuông nha. Thấy chưa? Hàng độc. Này Agin này của Mỹ nha. Máy Nhật. Đó, đếm ngược nè. Này mình xét xét múi giờ, mình chỉnh các múi giờ mình thích để hiện thị. Mình thì đang ở Việt Nam thì thôi xài BKK là chuẩn. Đó, dây đề mi rất là đẹp luôn. Đó, khóa hai lớp bảo vệ. Em quay cận cảnh luôn nha. Đẩy xoáy nè, mã của nó là FK671 trừ sạc C nha. Đó mình search là ra cái trang đấu giá của Nhật đó. Đó. Mời cả nhà vô xem tham khảo. Hàng có sao em nói vậy nha. Này em đấu lẻ nên giá rất là cao. Đó. Thì hàng độc thì giá phải cao là đúng rồi. Đó. Nên xoay. Rồi, em mời cả nhà nha. Size tầm 41.7, dây 21, dây 20 21 luôn nha, rất là dài, còn tăng đưa nè. Đó. Dây đúc luôn nha. Rồi em mời cả nhà nha.